Ban riêng trong việc sắc xa cho mỗi cô ma muslim nâng ban tư sana vì islam thưa lá nơi masjid al aba khliang sabai sát nơi phùm khliang sabai sân cắt cùng bông luống sọc bình lưu khai cần đá nơi ngày tị đọc bà mùi khai mina cho năm bí bọn mà phải buồn khăn ông bị thị ní lúc sợi lao tì nì astri phê rẽ thị rì sát thăng tụt ân đô nì si bà trăm tì krong phân ông bình ban ai đăng thà mù là hát đà lục sợi chơi rước một chỗ ruộm Ramadan nơi Masjid Al-Aqsa khliang sabai đời xa tại cùng liên vị Islam mới ní vì nơi mình chẳng ai pi vị Islam ở bờ Ấn Độ Nhĩ để thuộc bàn co sang lá nơi các bài đá pro hai bảy rồi mai pin ní nâng mà giang tiết vị Islam ní ban chui dọc Asa chun chết Ấn Độ Nhĩ để ban thưa mồ nạ cá nâng ban bệnh cho sọp nơi tin ní lúc sợi ban và rút vị thị bon Ramadan đòi ban cho ruộm sạc cam và hiệp sai bu cho mỗi bong và ôn khmai Islam để rút nơi tam vị Islam một cần làm xem xin kia nơi khnung prati Campuchia các vị ca sai bu ruộm kia ni đái có miền ca chui opatham xem xin tiết đôi chia thạ vị cá nâng hộ bà hát đòi vị Islam có đôi chia ca bắt đòi nơi môn thị đòi prati chun Muslim Campuchia rút nơi khnung prati Campuchia bà dân nhóm chơi nơi vì Muslim nơi tin ít cứ đòi xa thì muối hạt phao thà đòi xa cùng liệt đây bởi vì nít cứ mình chẳng ai ông pi bởi vì bỏ Indonesia đã lọc bàn sang máu nơi chất đơn phải chỉ bày rồi mẹ tỷ nít tứ hay tỷ pi hạt phao là một thiết cứ đòi xa tại bởi vì nít bàn chui dọc xa đòi chân chết Indonesia bàn phơ mà nạ cá hay bàn đang cho sóc nơi tỷ nít này bởi cách thứ nhất là dân ban phơ là dạp về là bây năm mà hỏi tăng bây năm bị toàn phí ở bằng tòa bị chọc Covid đó còn muốn dân ban phơ sẽ cầm một phía sài bu cao ông bị ca phơ ca sài bu rung khi này phòng đá có dân đòi chìa ca ổ bật phòng xin xin phòng đá đại chúng nuôi nó có ổ bật phòng trên sách cứ ban tập tuôn một phía giả cung trên chất đồn sĩ đàn biển nước nông ở Campuchia. Lúc ra lê, Mô-dê, Imam vì Islam có bàn lước lăng đại thả các bà rút vị thị bon Ramadan nơi Masjid Al-Aqsa khliang sabai nơi thay ní, cư miền ca chô ruộm tăng khmây nâng chạc bà màn bì rồi nhé đại bụ quát ruộng nâng nông xã hạ cùng ní nâng môi chùm nguồn tiết mốc bì khăn cài xã hạ cùng lúc bàn bàn to thả Ramadan cư chia khai tì bàm buồn nơi bà tế tình tam chăn kể tệ rà bò Islam không ổng lòng bếp đại bệnh chân muslim bình vấy đại mình sọc của phép là ổ đầm râu ai to mà hà bì bật bờ lâm tôl bờ lúc chia bì xét không ổng lòng bếp to mà hà chân chết muslim trâu hàm pràm mình ai chỗ bà rấy mình ai miên tùm nẹ tùm nông phơ phết mình bành chanh cầm hấn rưu ca chlu bà kai khní nâng mình bà bật ổng bơ ạ xe lệ thò lưu bì nít tờ tiết ca ăn ở bọt ca thoai bằng cung bằng thaym đôi chia ca ạ thị thán ca án nâng ca dốt đăng âm pi cung pi cô rằn nâng ca nghi sắp bà sở thóa trở bàn lực tật chật bởi chú chân muslim chế chán có chô vi hi islam đáy bần tố pi ca to mà hà bởi chú chân muslim khăn ông bà tế càm bà chí nâng nơi chung vinh bì phốp lúc bà rút bì thi Ramadan rìa bê mùi khai đã chia đầm ná nâng ca thoai bằng cung nâng ca to mà hà thì xài bú riêng ra là nghĩa xâm rạp vì hi thông đồ bài khăn sạch nế xâm mai chức đã chưa ruộng mình tích chiên phía rồi tàu bài rồi tiền đề nâng là nghĩa là miền bọc miền sấy miền miền chạc miền đã cro chạc tùm bài chân tàu chân ca ẩm nọt rưu kì hào thạc khai chung thạc khai Ramadan bởi khai 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 tạm phía xã rạp đập bí khai đi dương đài dân miệng bò và quân chạy đến khía có bắt tế kế là khai tì phụng buôn này khai Islam nâng khao ta khai Ramadan một khai Ramadan rồi nè bởi vì thật khai Ramadan anh sát sá dạ ni chân dây thật phê chìm chá đề miên bệnh niệm của Allah nâng ba đã có mở rách đào bởi chìa có này nè căn sát sá Islam anh ở căn ẩm nọt đà dân hào phía xa xa mạnh dân thật bú rư có dân hào thá bò á sơ bò á sơ ní phía xa mạ lê
ហើយដល់ពេលសូមវាសារាប់ដល់ខ្មែរយើងហៅថាកាន់អំណត់សម្រាប់មួយខែគឺចាប់ពីដើមខែ6ហ្នឹងឯងទៅដល់ចុងខែ9សូមបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហគមន៍មូស្លីមឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកម្ពុជាបានរៀបចំវគ្គសិក្សាជាមួយកុមារមូស្លីមហើយបន្ទាប់មកបានទៅទស្សនាវិហារអ៊ីស្លាមដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ